Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sức tàn nhưng hốt một lượt 5 ông tướng. Nguyễn Phú Trọng muốn ra chiêu gì? Chưa có kỳ họp hội nghị trung ương nào náo nhiệt như kỳ họp lần thứ 5 này. Từ quan chức cho đến doanh nghiệp đều bị tóm. Thông thường, trước thềm hội nghị trung ương mà bắt bớ khắp nơi thì kỳ hội nghị đó hứa hẹn có biến lớn. Lần này không biết ai sẽ bị truất phế và ai lên, rất khó đoán. Từ ngày ông tướng Phan Văn Giang lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì người ta chưa chứng kiến vụ bắt bớ nào trong Bộ Quốc phòng. Đùng một cái, ông Trọng cho bắt hàng loạt tướng tá hàng đầu, điều đó không bình thường một chút nào. Đặc biệt về lĩnh vực đang rất cam go, đó là cảnh sát biển của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, sức thì tàn nhưng rất mạnh tay, chảm tướng. Ngày 18 tháng 4, bất ngờ hàng loạt cơ quan truyền thông của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo một cựu tư lệnh cảnh sát biển và 4 tướng lĩnh bị bắt giam. Ngoài 5 tướng lĩnh còn có thêm 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng cảnh sát biển. Tổng cộng là 7 người, một con số rất đông cho một lần bắt. Tên tuổi của 5 vị tướng lĩnh bị bắt là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên tư lệnh cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy cảnh sát biển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy cảnh sát biển, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh tham mưu trưởng cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh cảnh sát biển. Ngoài 5 sĩ quan cấp tướng trên thì có 2 sĩ quan cấp tá là Đại tá Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòe. Ông Hưng từng giữ các chức vụ chủ nhiệm kỹ thuật phó phòng tư lệnh cảnh sát biển. Ông Hòe từng giữ chức vụ phó trưởng phòng tài chính thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Việc bắt bớ này là một quá trình. Kể từ tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân. Lúc đó, Ban Bí thư đã kết luận Trung tướng Nguyễn Văn Sơn với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các đơn vi phạm, khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc. Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đây là hình ảnh thông tin bắt bớ trên báo chí của Việt Nam. Thông thường để bắt những quan chức cấp cao, ông Nguyễn Phú Trọng thường xúi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương thực hiện công tác lục lọi và truy ra những sai phạm, rồi sau đó kết luận. Hầu hết các bản kết luận đều có chung một mẫu lại loại như là vi phạm quy tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật, để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, vân vân. Việc bắt người luôn có một bản kết luận giống nhau như thế, làm nó lên một thực tế là những tội này giống như một bản thảo được soạn sẵn cho tất cả các vụ bắt bớ vậy. Thực tế, những bản kết tội trong nội bộ đảng, nó không có tính thuyết phục, nó không đúng với luật pháp, tuy nhiên nó vẫn được chấp nhận vì Đảng Cộng sản đặt những thứ quy định riêng của đảng lên trên cả pháp luật của nhà nước. Theo kết luận, ông Trung tướng Hoàng Văn Đồng, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, chính ủy cảnh sát biển chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm người đứng đầu về những hành vi vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân ông này đã suy thoái về phẩm chất, chính trị, đạo đức và lối sống. Và kết luận của đảng cũng chỉ nói chung chung như vậy, không nói rõ ông ta phạm tội gì. Ông Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân ông cũng như vậy là suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Ông Thiếu tướng Phạm Kim Hậu với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định của pháp luật, gây lãng phí tiền của ngân sách nhà nước.
Đây là hình ảnh Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ông Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, trong thời gian giữ chức Đảng ủy viên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển từ đầu nhiệm kỳ cho đến tháng 3 năm 2020, bản thân cũng bị kết tội về suy thoái phẩm chất, đạo đức chính trị, lối sống, đã vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu. Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng mua sắm vật tư, phê duyệt thanh quyết toán xăng dầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách của nhà nước. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang thủ dao để đến khi cần thì mang ra dùng. Việc kỷ luật các ông này từ năm 2021 giờ mới cho bắt là hình thức như thế. Cứ kỷ luật đã để dành lúc cần, hạ thì bắt người để khai thác thêm và hạ những người có liên quan nhằm đưa người của phe ta vào trung lương nằm. Đúng là những toan tính của ông Trọng khó ai mà đỡ được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam già néo đứt dây. Lần đầu tiên từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Mỹ đã lên tiếng công khai về sự thiếu chính danh của các cơ quan quyền lực ở Việt Nam hiện nay. Tác giả Trần Đông A đã bình luận như vậy về chính sách ngoại giao của Việt Nam được chia sẻ trên truyền thông quốc tế. Hoa Kỳ chỉ trích: nhà nước Việt Nam không phải là nhà nước của dân, ngược lại, chính quyền nhà nước đã ngăn cản, đàn áp quyền tham chính của người dân trên thực tế. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antonio Blinken. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập về quyền tự do chính trị ở Việt Nam và cho rằng công dân không thể lựa chọn chính phủ của mình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo quyền tự do biểu đạt và ý chí của người dân. Báo cáo kết luận, cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 năm 2021 đã không tự do mà cũng chẳng công bằng. Đến các cử tri còn chẳng có quyền giám sát các cuộc bầu cử, thì nói gì đến quyền của các hiệp hội độc lập khác. Dù hiến pháp quy định người dân được trực tiếp bầu đại diện cho quốc hội và các cơ quan nhà nước, nhưng hệ thống pháp luật thông qua nhiều chiêu và võ đời thường, cả công khai lẫn bí mật, đã thiết lập nên sự độc tôn về quyền lực chính trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam và dàn dựng bằng rất nhiều cách để giám sát hầu hết mọi sinh hoạt của xã hội. Chỉ riêng với Đảng Cộng sản Việt Nam trong 92 năm tồn tại của mình, chưa bị điều chỉnh bởi bất cứ một bộ luật nào, Đảng đứng trên mọi pháp luật là phản ánh cái thực tế trần trụi ấy. Vấn đề là tại sao báo cáo ấy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại được trưng ra đúng vào thời điểm hết sức nóng bỏng này? Báo cáo nói trên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phải là quả bom hẹn giờ có thể làm nổ tung giao bang giữa Việt Nam và Mỹ. Chắc chắn chưa thể được xảy ra và lời cáo buộc đưa ra hoàn toàn khách quan và chính xác, nhưng đề tài ấy xưa như diễm và là chuyện thường ngày ở huyện trên giải đất Việt Nam hình chữ S. Đây là hình ảnh ứng cử viên đại biểu Quốc hội tự do ông Lê Trọng Hùng đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam cho bắt giữ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, sau đó bị tuyên án tới 5 năm tù giam. Chính quyền thì luôn dùng mọi cách và dùng từ để bôi nhọ danh dự, dàn xếp kết quả cho đến tù đầy để loại bỏ những ứng viên không lọt mắt xanh của Đảng. Nhà nước hiện nay ở Việt Nam không phải là nhà nước do dân bầu lên bằng lá phiếu của mình. Mọi phong trào chính trị đối lập và các đảng phái chính trị ở Việt Nam xưa nay đều là bất hợp pháp. Tuy hiến pháp có quy định rằng tất cả các tổ chức, đảng và đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Nhưng trên thực tế, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như một cơ quan ra mọi quyết định tối cao hơn cả luật. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh hiến pháp của quốc gia là văn kiện đứng hàng thứ hai sau cương lĩnh của Đảng. Nói cách khác, cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam còn cao hơn cả hiến pháp. Nhưng tại sao giờ này Hoa Kỳ mới lên tiếng về sự không chính danh ấy của bộ máy quyền lực ở Việt Nam? Một phần câu trả lời nằm ở thời điểm công bố báo cáo. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, 5 ngày sau khi đại diện Việt Nam bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, là một khoảnh khắc lịch sử của Đại hội đồng. Lần đầu tiên, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bị loại khỏi Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đấy cũng là thời điểm cảnh báo đối với Việt Nam. Ngày 7 tháng 4 là ngày Việt Nam công khai chọn phe
bằng lá phiếu chống lại việc đưa Nga ra khỏi Ủy ban Nhân quyền. Việt Nam đã quyết định Nghi Tiên Bình và nhóm các quốc gia tương đồng về thể chế chính trị đối đầu lại với Mỹ và phương Tây là các quốc gia theo đuổi mô hình nhà nước pháp quyền, tự do và dân chủ, đối ngược lại với độc tài, độc đảng tại Việt Nam. Mọi nỗ lực ngoại giao của Việt Nam từ trước đến nay nhằm tạo ra bộ mặt cởi mở, khoan dung với thế giới dân chủ phương Tây đã tan biến thông qua ba cuộc bỏ phiếu oan nghiệt vừa qua. Đây là hình ảnh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 7 tháng 4 thông qua nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, trong đó Việt Nam nằm trong số 24 thành viên bỏ phiếu chống. Cả ba lần Hà Nội không ngần ngại bộc lộ quan điểm gần với Trung Quốc hơn là các thành viên của ASEAN. Nhưng phần quan trọng nữa, nhiều khả năng các cố vấn của Tổng thống Biden có nhã ý bắn tin cho Thủ tướng Phạm Minh Chính trước khi ông có ý định sang Mỹ thực hiện chuyến công du mà cả dư luận Việt Nam lẫn Hoa Kỳ đều đang mong đợi. Chuyến thăm Mỹ của ông Chính được lên kế hoạch trong khuôn khổ thượng đỉnh giữa Mỹ và ASEAN vào cuối tháng 3 vừa qua, nhưng đã bị Hun Sen trong tư cách Chủ tịch ASEAN cản mũi một cách ngoạn mục. Xem ra ngoại giao Việt Nam kỳ này thua cả Campuchia lẫn quốc đảo Singapore, chỉ trong một động thái Campuchia vừa đẩy lùi vô thời hạn cấp cao ASEAN Hoa Kỳ, vừa gây lúng túng cho Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Lý Hiển Long khỏi cần thượng đỉnh ASEAN đã trực tiếp bay thẳng sang Mỹ bốc chat với các nhà báo thuyết phục họ rằng Singapore không bao giờ là cái loa của Bắc Kinh cả. Thậm chí quốc đảo này không có khả năng thay đổi hành vi của Bắc Kinh theo khẩu vị của Washington. Theo giới quan sát, có 3 lý do để chính phủ Mỹ nâng quan điểm đối với các bản báo cáo hàng năm. Thứ nhất là lá phiếu 7/4 của ngày 7 tháng 4 của Việt Nam không chỉ chống Mỹ, chống Liên Hợp Quốc mà là còn cuốn phản đòn đối với luật pháp quốc tế nói chung và đối với trật tự dựa trên luật lệ nói riêng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi vào tháng 9 năm 2018. Thứ hai là lá phiếu hôm 7 tháng 4 còn là một cảnh báo đối với người dân Việt Nam rằng Hà Nội sẵn sàng tham gia tái lập trục Việt-Trung-Xô thủa nào thành Việt-Trung-Nga ngày nay, tức là già néo và chẳng cần đái hoài gì đến ý nguyện của người dân cả. Làm như vậy, Hà Nội có nguy cơ cao là đứt luôn cả các mối quan hệ với chính người dân của mình, tức là đứt dây. Bởi vì còn mấy người Việt Nam giữ được tình cảm trước đây đối với Nga sau những hình ảnh hố chôn tập thể ở Mariupol nữa. Thứ ba là lá phiếu hôm 7 tháng 4 là bằng chứng rõ rệt nhất rằng từ trước đến nay Việt Nam chỉ giả vờ lưu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, chứ thực ra Hà Nội không hề thực thi chính sách cân bằng động mà Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn quảng bá lâu nay. Để đừng già néo đứt dây, Việt Nam nên suy nghĩ lại trên tầm chiến lược, kể cả hướng dẫn trong nội bộ lý do Hà Nội bỏ phiếu chống hôm 11 tháng 4. Việt Nam, cả người dân lẫn chính phủ nên gấp rút trang bị lại những nhận thức mới về Nga và Trung Quốc qua cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra khốc liệt tại hiện nay.